Nghĩ tay làm ngay luôn boss. Tôi tôn trọng mọi đối thủ. Mọi chuyện đều có thể xảy ra trước bất cứ đối thủ nào. Ở bảng A, Indonesia đã chắc chắn vào bán kết. Nếu không có bất ngờ nào khác, đội còn lại vào bán kết sẽ là Myanmar. Dù bất cứ đối thủ nào, cầu thủ cũng không được phép sợ hãi. Tôi sẽ không đưa ra bất cứ lời bình luận nào về hai tấm thẻ đỏ của trọng tài cho cầu thủ Malaysia. Họ có lẽ cũng phải chịu nhiều áp lực từ việc kiểm soát bóng, tranh chấp và đoạt bóng. Ở bàn rút ngắn tỷ số của đối thủ, tôi cho rằng thủ môn Quan Văn Chuẩn đã chịu tác động từ cầu thủ Malaysia. Trọng tài cũng gặp nhiều khó khăn khi điều khiển trận đấu này và tôi tôn trọng mọi quyết định của ông ấy. Rõ ràng là khi được chơi hơn người, U22 Việt Nam có thể tranh chấp và kiểm soát tốt hơn trong khoảng 5 đến 10 phút cuối trận. Trong bối cảnh Malaysia không còn gì để mất, việc được chơi hơn người lại càng là lợi thế với U22 Việt Nam. Nhiều người coi những trận giao hữu như những trận đấu chính thức, nhưng với tôi đó chỉ là những trận đấu tập và là dịp để tôi thử nghiệm. Tôi rút ra được nhiều bài học hơn sau quãng thời gian đó. Sau 3 tháng lợi ở SEA Games, tôi thật sự cảm ơn 5 trận thua ở giải giao hữu Doha vừa qua. Quãng thời gian đó giúp cầu thủ tập huấn và những thất bại ấy chưa khiến đội bóng phải trả giá. Nếu không có giải giao hữu tại Doha, U22 Việt Nam chỉ có thể giao hữu với các đội quốc nội như Phố Hiến hay Phú Thọ. Lẽ đó, cầu thủ sẽ không được cọ sát khi đối đầu với các đội mạnh tại giải Doha Cup. Đợt tập huấn với đối thủ trình độ cao hơn mang lại nhiều bài học quý báu cho cầu thủ. Tính đến thời điểm hiện tại, U22 Việt Nam đã chắc chắn vào bán kết. Chúng tôi sẽ chỉ có một ngày nghỉ sau trận gặp Thái Lan trước khi vào bán kết. Vì thế, tôi cần có những tính toán điều chỉnh cho phù hợp. Cả đội vẫn đặt mục tiêu cao nhất trước Thái Lan, nhưng đồng thời cũng phải tính toán để đảm bảo thể lực cho cầu thủ sau trận đó. Hiện tại tôi chưa thể đưa ra quyết định gì, nhưng tôi có thể khẳng định chiến thắng hôm nay có ý nghĩa lớn khi U22 Việt Nam có lợi thế ở vòng đấu cuối. Tôi không có ý kiến về trọng tài. Tôi không thể biết ông ấy nghĩ gì trong đầu, cũng như thời tiết vậy, không thể lường trước được ngày hôm nay trời lại mưa như thế này. Bóng đá là vòng tròn, mọi thứ đều có thể xảy ra và chúng tôi phải chấp nhận. Đúng là vào trận này chúng tôi buộc phải thắng nên Việt Nam đã chơi thiên về thủ hơn. Việt Nam chỉ cần hòa là được. Malaysia đã tấn công dồn dập và Việt Nam kiểm soát được áp lực đó. Thời tiết hôm nay thực sự không thuận lợi để chơi bóng, nhưng Việt Nam đã thi đấu rất tốt. Đó là một trong những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại, tương tự Thái Lan. Chúng tôi không quá kém cỏi, nhưng kết quả đã cho thấy sự chênh lệch. Công bằng mà nói thì Việt Nam và Thái Lan có lối chơi hoàn toàn khác biệt nhau. Để đánh giá đội bóng nào mạnh hơn thì tôi cũng không biết được. Nhưng tôi nghĩ rằng đội nào thắng ở trận đấu tới thì đó sẽ là đội bóng tốt hơn. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.